Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách uốn xoăn sóng lơi vảnh Hàn Quốc và mọi người cùng theo dõi nhé. Và bước đầu tiên mình đã đang kiểm tra chất tóc thì với chất tóc này nó thuộc dạng là chất tóc trung bình yếu vì cái phần là ngọn tóc của khách đã nhuộm hai lần rồi và phần chân của khách mới nhuộm có một lần thôi. Và giờ mình sẽ bắt đầu pha thuốc cho dành cho cái tóc này. Thì bước đầu tiên mình đã kiểm tra chất tóc là chất tóc trung bình yếu rồi thì mình sẽ sử dụng lấy thuốc uốn khỏe của pmax 90 cộng với uốn yếu theo tỷ lệ là 50 50. Sau khi chúng ta đã đổ thuốc ra thì chúng ta sẽ đánh đều lên. Và ai muốn tìm hiểu về sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình. Khi các bạn dùng sản phẩm sẽ được mình hỗ trợ kỹ thuật từ A đến Z khi các bạn sử dụng với sản phẩm bên mình nhé. Và bước tiếp theo chúng ta đã trải thuốc vào tóc. Thì với cái tóc này mình sẽ lựa chọn uốn trục 22 và mọi người sẽ buộc chun vào cái đoạn mình cần uốn. Thì buộc chun thì mọi người sẽ căn cho mình từ 3 đến 3,5 vòng trục khi chúng ta đã căn được cái đoạn tóc mình cần uốn và sau khi chúng ta căn được tóc rồi chúng ta buộc chun lại và mọi người sẽ trải thuốc vừa phải vào tóc không nên trải dày quá khi chúng ta trải thuốc đầu tiên nhé vì lần đầu tiên này chúng ta chỉ cho thuốc nó sẽ làm quen với lớp biểu bì của tóc để cho nó mở biểu bì của tóc ra chúng ta đừng nên trải thuốc nó đạt ngay khi chúng ta trải thuốc đạt ngay thường dẫn tới cái hiện tượng là bị sốc thuốc và khi tí nữa chúng ta làm sóng nó sẽ bị nhũn và có thể bị ao không xoăn nữa sau khi chúng ta trải thuốc lần một rồi thì mọi người sẽ để cho mình 20 phút nhé. Sau khi chúng ta trải thuốc lần đầu được 20 phút rồi thì mọi người sẽ gạt bỏ cái bã thuốc lần đầu ra. Và với cái bã thuốc này thì mọi người sẽ pha vào cái bã thuốc tiếp theo được nhé. Mọi người đừng vứt đi, lãng phí. Và mình sẽ bóp thêm một chút thuốc khỏe vào, tương đương với cái tỷ lệ cái thuốc chúng ta vừa gạt ra. Sau đó mọi người sẽ lại trải lên tóc một lần nữa. Thì với lần trải thứ hai này thì mọi người chỉ trải vào và để khoảng tầm 15 đến 2 phút là tóc tự đạt rồi. Với làm theo phương pháp này thì mọi người yên tâm tóc không bao giờ bị cháy, không bao giờ bị quá thuốc và không bao giờ không thể là không xoăn. Tại vì chúng ta thứ nhất là chúng ta đã xác định được chất tóc. Thứ hai chúng ta đã pha thuốc phù hợp với tóc rồi thì chúng ta làm yên tâm là không bao giờ sợ bị ao. Ao nghĩa là bị lỗi mà không không ra kết quả như mình mong muốn ấy. Và với lần hai này thì mọi người tùy vào tóc Nếu tóc nào mà gần đạt rồi Thì chúng ta sẽ bôi mỏng một lần nữa thôi Còn nếu tóc nào mà mọi người cảm thấy còn đang đanh Thì mọi người sẽ trải thuốc dày vào một chút nhé Và tiếp theo sau khi tóc đã đạt hóa rồi Thì mọi người sẽ khử kiềm Mình sẽ sử dụng chai sản phẩm PH Cân bằng của hãng Queen max 90 Và mình sẽ pha với nước Khi tóc đạt hóa rồi mình sẽ gạt bỏ cái bã thuốc ra sau đó mình sẽ sử dụng cái miếng quỳ tím để mình đo nồng độ kiềm ở trong tóc còn nhiều hay không thì với nồng độ kiềm này nó đang ở kiềm ở pH 8 thì mình bắt đầu mình sẽ lấy cái bình xịt nước đó mình sẽ xịt vào tóc và sau khi xịt vào tóc xong mọi người sẽ mát ra xuôi thứ nhất là chúng ta đã bù được nước thứ hai chúng ta đã khử được sạch kiềm ở trong tóc rồi Và giờ chúng ta sẽ sử dụng miếng quỳ tím tiếp theo đưa vào tóc thì mình thấy quỳ tím nó sẽ không chuyển màu vậy như vậy chúng ta đã khử kiềm thành công rồi mọi người nhé và sau khi chúng ta khử kiềm xong thì mọi người sẽ cho khách đi xả tóc khi đi xả mọi người có thể pha một chút hấp hoặc collagen mọi người sẽ massage một chút rồi mới xả sạch nhé để bù lại cái dưỡng collagen bị mất đi ở trong tóc rồi sau khi chúng ta sẽ xả sạch rồi sấy khô xong thì mọi người sẽ xịt nước và lên trục thì với lên trục cái tóc này thì mọi người sẽ bắt tóc vừa phải và thực hiện là cuốn ngược cái tóc về đằng sau với bình thường chúng ta hay cuốn về đằng trước nhưng với uốn sơn lơi vẩy này thì mọi người sẽ uốn ngược về đằng sau như này cho mình nhé Mọi người lưu ý là khi chúng ta lên trục thì chúng ta lấy tóc nó sao đó đều đều nhau thì khi chúng ta chạy nhiệt nó đều khô đều nhau hơn. Nếu chúng ta cái quận cái dày cái mỏng thì đôi khi những cái quận dày như vậy thì mình sẽ được chưa được khô và những cái quận mỏng nó lại khô trước rồi. Và cứ như vậy mọi người sẽ uốn lần lượt tóc ở phía bên trái thì chúng ta sẽ quận quay ngược về phía bên phải. Còn phía bên phải chúng ta lại làm ngược lại là quay về phía bên trái cứ như vậy mà người lần lượt uốn tóc cho mình hết đầu đi ở phía hai bên thì mọi người cũng uốn tương tự với phía đằng sau nghĩa là cuốn ngược hết về sau cho mình nhé khi chúng ta làm tóc xoăn hay không là đều là do mình hết nhé đều do mình cách mềm hóa của mình hết còn nhiệt nó theo mình là mình thấy từ trước giờ mình làm mình thấy nhiệt không quan trọng một chút nào vậy nên chúng ta chỉ cần mềm hóa chuẩn là tóc sẽ ra đạt mọi người nhé sau khi lên trục xong thì với cái tóc này mình sẽ chạy nhiệt mình sẽ chạy nhiệt 70 Mỗi nhiệt mình chạy 5 đến 8 phút thôi mọi người nhé Khi nào chúng ta thấy khô rồi chúng ta để nguội rồi dập định hình như thế này để 10 đến 15 phút Và đây là kết quả khi chúng ta đã uốn xong Bạn nào yêu ký Quang thì hãy để lại một comment góp ý và nhớ follow để theo dõi những video tiếp theo của mình Về làm tóc nhé Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video Chúc tất cả các bạn thành công Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người